Rồi, ok, chào các bạn. Nay chúng ta cùng nhau chơi Comedy Hero tiếp ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục với cái lực lượng dù nè. Sau khi mà chúng ta nhảy dù thành công và đánh phá được cái vị trí, những cái vị trí phòng không của quân Đức á, thì bây giờ chúng ta đang, cái lực lượng chúng ta đang tập trung lại dần. Và cùng nhau chúng ta sẽ cùng tiến về để mà giải phóng vùng Karachan. Một cái khu vực quan trọng nối cái khu vực Tây Bắc nước Pháp với lại cái khu vực đổ bộ của đồng minh ở Normandy á. Rồi. Nói chung là chúng ta thì một mặt là nhờ có không quân đi chính xác, tại ở đây chúng ta đi theo lực lượng không quân lính dù mà. Cho nên là mình sẽ có được cái sự hỗ trợ của cái lực lượng chính xác. The town of Karantan must be captured. We will approach from the north and move into the center of town. The church is our first objective. Rồi, ok, nói chung là nó chỉ giờ lệnh những cái vị trí chiếm được của mình luôn á mà. Now, we expect the 6th Fallschirmjäger Regiment to fanatically defend the town square. Rồi, okay, chủ yếu là chiếm được cái nhà lớn ở ven sông. Cho nên chắc là sẽ tìm cách khống chế mấy cái cầu. Chờ lực lượng tiếp viện tới. Rồi ok, nói chung là cái đúng kiểu đánh trận của lính dù á, nhảy luồn sâu vào cái trận địa của đối phương, sau đó là chiếm một số cái vị trí trọng yếu, chờ cái lực lượng tiếp viện nó tới. Và sau đó thì chúng ta sẽ phòng ngự để mà chặn cái đợt phản công của đối phương, sau đó chúng ta mới tiến hành đánh trả trở lại. Đúng rồi, là chúng ta phòng ngự rồi sau đó là chúng ta sẽ đánh khi mà đối phương đuối rồi đó, chúng ta sẽ tổng tấn công. Và khi đó đối phương thì nó sẽ không còn khả năng nó phòng ngự nữa. Không lính dù luôn á, không cái cây mà một cabin này mình rất thích luôn nè. Thật ra khi mà Phát Xít Đức nó giật, nó chiếm được mấy khẩu này từ lính Mỹ nó cũng rất là thích. Tại vì các bạn biết sao không, cái khẩu cabin này nó bắn cái độ giật của nó tương đối là thấp, mà đặc biệt đó là nó không có những cái khuyết điểm như là cái khẩu M1 Garand. Còn cái M1 Garand á, theo như người Đức đánh giá là nó chỉ tốt khi mà bắn thể thao thôi. Mấy khúc này là dễ ăn đạn súng máy lắm này nha, giết ngay. Người Đức hay có cái thói quen họ lợi dụng mấy nhà của mình để làm nơi đặt súng máy, mấy cái ổ súng nó nguy hiểm. Rồi, ok, chạy lên nào, cho nó ăn cái đồ đạn sập nhà, ăn cái miệng sập nhà luôn. Rồi, ok, bên này tương tự, cho nó ăn cái bom sập nhà này. Đùa với anh mà được. Sarge, tell HQ the road to Karantan is open. We're proceeding into town. Cái món vũ khí này của lính bị của lính dù rất lợi hại nha các bạn. Rồi thôi, khỏi khỏi, em biết em phải làm cái gì rồi. Ê ê, giật súng, giật súng. Mấy chẳng mấy khi giật một cây MG42 Light Machine Gun. Khẩu này dùng là còn phê hơn, khá là phê á. Eyes on me, infantry. À rồi, ok, không có ủ súng máy thì thôi khỏi dùng tài nguyên. Mình đang có lợi thế về hỏa lực nhưng mà đang bị bắn im dữ quá. Cho một cái bom vô đây nè. Trái vô đây nữa. Rồi, nhà này hư hết rồi, chiến tranh mà. Thành ra là lưu ý là màn này chúng ta không còn nhảy dù được nữa nha các bạn. Thành ra là lính chết là không bổ sung lại liền được đâu, tại vì chúng ta đang không, chúng ta phải nhảy dù, chúng ta phải đứng gần cái công trình, cái nhà chính của mình, mà giờ mình chưa có nhà chính. Rồi ok, trời luôn, cái nhà này còn chắc mà, lo gì. Wow, ồ, nhà này chắc còn chắc ghê. Anh em áp chế. Hỏa lực của mình cũng còn tương đối yếu các bạn, còn một khẩu này bắn đủ phê. Ây da, có ổ súng máy, có ổ súng máy.
Và chạy lên ném vô luôn. Rồi. Ok. Have enemies inside the perimeter. Taking automatic fire. 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 Đây, xin luôn nhẹ các em với 42 này xài đỡ. Quá lực mạnh là mới chơi được. Cho nên gì enemy unit rồi ok, đặt súng máy ở đây chặn nó tiến xuống. Paratroopers here now. Airborne at your service. Rồi anh em vô chiếm nhà đi. They have a pack 38. Taking hit. Trời nguy hiểm. Ồ, nó còn cái khẩu Mac 38 ở đây nữa hả? Anh em chơi nó. Squad reporting casualties. Call in reinforcements. Get some back. Okay. Cho gọi thêm lính tiếp viện tới hả? À, thêm hai đội lính dù nữa. Thế này hơi là nhiều lính dù rồi. À, giờ nó mới cho chiếm nhà thờ các bạn. À, chắc ít lính quá không chiếm nhà được. À, cũng không sao. Nếu mà vậy thì mình sẽ có 24 lính dù à. À, không sao, cả lực lượng chủ lực mà. Nhưng mà lần này mình sẽ chú ý sử dụng cối 60 ly với lính bắn tỉa nha các bạn. Lực lượng này là hỗ trợ thôi. Airborne, move out. Airborne, moving to secure. Đóng ở đây. Airborne, move out. Thằng bắn tỉa đứng đây khá là ngon nè. Tập này thường được đánh giá là nó có cái nét hao hao giống dễ cứu bên nhì Rian. Field barracks established. Hai tập luôn. Additional infantry support available. Mạng 3 với mạng 4 của cái Company of Hero này nè. Người ta nói là nó có cái nét hao hao giống như là dễ cứu bên nhì Rian vậy đó. Rồi rồi em biết em phải làm cái gì rồi. Outside, hit the street. Rồi ra hồi quân cái đi. We'll have him back to full strength in chơi rồi, một đội thì chưa. Yes sir. We need supplies. Kuroda, capture and secure that strategic point. Airborne. Counterattack. Hình như là có cối nó bắn mình sao ấy. Counterattack. Mortar crew ready for action. All right. Có cối thật. Hang back and keep that mortar out of direct fire. Oh, tấn công từ nhiều phía. Enemy unit down. Mình đang không muốn dùng nhưng mà thôi chắc dùng luôn đi. Tính để dành đạn cho. Ok. Excellent work. À, vậy tạm thời là chưa có rồi ok rồi khoan mình biết mình nhớ là có một thằng bắn tỉa ở bên này mình phá đây đó mình vòng bên đây mình chiếm mình lấy đạn ra chứ giờ không có đạn không chơi được. Airborne up. We're out of here. Ready for the crowds. Chơi cái nhà này của nó không chạy qua hồi ăn đạn bắn tỉa nữa. Listen up, airborne. Airborne. Giờ ở đây thì tiến lên xíu để chúng ta lấy điểm đó. Oh. Đội này là lấy súng được rồi. Không có băng, không có băng tre, chúng ta xài đỡ cái khẩu còn một của Mỹ cũng được. Khẩu này là cây. Cây này là cây M18. M18 là cỡ nòng 57. À, được được được, nó có cái máy ở đây, chúng ta không xông lên được. Enemy unit down. Rồi gọi hai bắn tỉa ra nè. Yes sir. Màn này là phải hai bắn tỉa bắn mới đủ đô tại nhiệm vụ phụ là nhiệm vụ lấy quân chương á là bắn tỉa. Move out. Move it, squad. Rồi chơi. Mấy cái rào này thôi chứ cũng phá cũng phải dễ nha các bạn.
nó cũng lì lắm á. Wow, chuẩn bị vậy rồi mà vẫn ăn đạn bắn tỉa là dở vậy. À, giờ nó mới chết rồi. Thôi hai bắn tỉa này cũng mạng lớn ghê chứ, mình bắn tổng cộng là để coi một loạt như vậy là 12 quả mà mình bắn cầu tới quả thứ 14 luôn nó chết. Enemy unit down. Wow, thì ra là vẫn còn thằng súng máy của anh rồi. Ghê vậy. Rồi lên đây yểm hộ nè. Chơi nó. Chơi nó. Hắn trả lại, nhanh. Ready. Moving. Put your yapping and get ready to move. Rồi, ok. Crew deploy. Ready to get this. Yeah, I'm moving. Who believes never seen in coving like a snake. Rồi, có vị trí bắn tỉa tốt rồi. Trong khi đó là dùng cối nã thẳng vô nhà này. Enemy unit down. Airborne rifles ready. Rồi, chín điểm đã. Rồi, ok. Nhà gần sập rồi, chạy đi mấy ông ơi. Oh yeah. Who do you want dead? Rồi. Breaking engagement. Tiếp tục tiến lên. Taking fire. Sniper taking fire. Crew deploy. Rồi coi cối nó nằm đâu. Got them all lined up. Rồi ok, dứt khẩu cối nó lại. Chỉ là tiến lên coi cái cối nó nằm đâu thôi. Ê, chạy đâu vậy thằng điên. Rồi thêm được nữa. Thử đi vòng bên đây coi có cái gì không. Enemy unit down. Rồi ok, anh em bắn tỉa trở lại, nhanh. Bắn tỉa thì khá là mong manh các bạn, nhưng mà thành ra là đôi lúc là nó phải đi, nó luôn luôn phải đi cùng với cái đơn vị khác. Còn nó đi mình nó là không nhìn đi chính xác thôi. Nó cũng nguy hiểm á, nhưng mà có điều nó đụng những cái toán quân mà có khả năng bắn tỉa tốt thì nó cũng nguy hiểm. Rồi, cối đâu, nã cho anh. Nói chung là nó đi, nó mở đường cho cái cối nó bắn thôi. Rồi, gọi một thằng bắn tỉa nó ra nè. Border, ready. Border team moving. Nó giọt giọt lẹ các bạn. Enemy unit down. Airborne front center. Airborne move out. Ây da. Coi bộ là lấy cái quân chương này cũng không dễ, ai không dễ đâu nha các bạn. I am a rock. Coming out of cover. Sniper deployed. Ready. Chúng ta là có hơi thiếu đạn tí, thành ra là nhưng mình cũng không có dám dùng. Yeah, I'm going. I'm going. The men are formed up, sir. Mình cũng không có dám dùng mấy cái lựu đạn hay là bom nhiều, nên lúc cố gắng diệt đối phương là bằng vũ khí thường thôi. Chúng ta chúng chưa có cái hồi máu luôn, chưa xây được cái nhà hồi máu. Securing objective. Who do you want dead? They can't hit what they got. Gotta get moving. Boogeyman on the move. Okay, moving. Border here. Break it down and double time it. Ngon, 10 thằng rồi. Border ready. Lấy thêm được đội súng máy nữa mà thôi mình không thèm. Sniper here like a snake. Lên cao quá là dễ đụng cái xe của nó lắm. Ở đây nó có một cái xe cơ giới nè, khá là lợi hại, mình chưa muốn đụng phải cái xe đó. Moving out. Who up? We're out of here. It's on me.
Enemy unit down. Nhà này cũng là cái nhà mình phải kiếm nè. Sniper taking fire. Chủ yếu là dùng hỏa lực để mà đe dọa thôi. Trong lúc đó nói chung là tập trung cái lực lượng của địch ở đó đó, sau đó là chúng ta sẽ đi vòng xuống dưới đây, tạo thời gian hình thế bao quay. Đánh cho một cái lực lượng đánh mà chủ yếu là thu hút thôi, sau đó cho một cái lực lượng đi vòng. Tạo giờ hình thế bao quay sau đó mới đánh vô trọng binh cái lực lượng chủ lực của nó. Như còn bắn tỉa nữa, chính xác là như vậy, áp sát luôn. Bạn đặt tầm súng trường và áp sát nhiều quá. Đây, cứ thằng này tranh không sao. Không, này thì súng máy hả? Tạo nên vòng vòng đây xuống má đặt bên kia. I hunt alone. He won't see this one coming. Nhào lên rồi bắn luôn đi. He won't see this one coming. Hạn chế phá cái nhà này các bạn. Enemy unit rồi, quay xuống máy làm kia mình đủ chết rồi. Ôi, có một cây bazookan hay quá. Rồi, ok, dọn. Cái xe nó lên rồi. Enemy unit đi kiếm điểm thôi. Ô, cái thằng bắn tỉa này bị điên. Ê, lúc ấy nó bị ngáo các bạn. Rồi, ok, đội này chọi chạy ngay. Không, đội này không phải là cái trận thế thì không phá được cái xe của nó đâu. Nhưng mà chơi cái màn thủ ba con sông như mà thủ ba cái cầu của mình á thì có thể dễ dàng phá được cái xe đó. Tại đó nó bị dồn hỏa lực. Còn ví dụ như ở đây là không được nha các bạn. Gọi một đội súng máy ra ngay. Airborne up. Mortar ready. Mortar team moving. Không nghĩ là nó dám phản công luôn. Yes, ok, đã mà chạy về ngay. Hồi máu đầy lên xong mới dám chơi cái xe của nó được. Cái nhà thờ này đặt súng máy với đặt bắn tỉa là cực ngon. Rồi đây, vô nhà. Enemy unit down. Hey, trời ơi. Làm sao hồi lại nhanh. Trời, chạy dòng đường này dở cho xe nó bắn nữa chứ. Đã cố tình chạy về cho đông đông rồi để tránh nó bị nó bắn chết mất súng rồi. Rồi, thằng này cho nó núp bên này. Nó đưa đó phải có vật cản về nè, cái thằng tối nó bắn mới ngon. Anh niên này giật được hai cái bazookan luôn, này thì một khẩu bazookan với một khẩu MC42 light machine gun. Con này thằng này xài đúng chung tụng của Mỹ. Rồi, ok. Bắn tỉa thì giờ không cần nữa rồi, có đủ quân chương rồi. Nãy cái xe nó đậu đâu đây nè. Rồi, ok, cái lính có sao hết rồi, ngán gì nào. Rồi, đội xuống máy ở đó, giữ nhà đi. Đây, mình canh chuẩn mà.
Ở ra chiếm cái khẩu pháo này bắn cũng khá là ngon, mình không thích. Một khẩu bắn không có đã. Chơi nó. Enemy unit down. Rồi, một trong những cái cảnh nó khá là phê ở trong cái game này đó các bạn. Giật cho được khẩu MG42 bắn trả lại quân Đức nè. Phê tới cái mức mà không nghe gì nữa luôn, mà biết địch chết hết rồi mà vẫn còn muốn bắn tiếp. Nên là chỉ huy phải lại nhắc là chiến tranh chưa có hết đâu, tiết kiệm đạn đi. Lính Mỹ đúng là có một cái thói quen đó là rất thích xả cho sướng tay các bạn. Ây da, nó màn này chơi phê thiệt, màn sau Đức nó phản công chơi còn đã nữa cơ. Thì nói chung là chúng ta đã lấy được hai cái, lấy được cái huân chương rồi. Nói chung là dùng bắn tỉa để mà hạ 30 lính của đối phương. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bánh Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.